Mình xin chào mọi người nha. Đây là trên tay mình đang cầm cái cục modem wifi của VNPT nè. Sáng mua lại cái bà dây chai 20.000 mà giờ không biết có dùng được hay không nè. Bây giờ làm cái cục phát wifi phụ á mọi người. Để kim guồng cho nó thử nó còn sống hay chết nha. Modem của VNPT đời đầu bự xấu bà có luôn. Ghim nguồn thôi nó lên không nha. Ghim lưu bây giờ bật quên bật cái nguồn lên. Rồi đèn nó lên thì nó có nguồn rồi đó. Trước khi là muốn cài đặt cái bộ phát wifi phụ á, mọi người kiếm cho mình một cái cây tâm, cái cây gì cũng được mà chọt vô cái lỗ reset này được. Phải reset lại rồi xong rồi mới cài đặt nha mọi người. Mình kiếm cái cây gì mình chọt đã. Đây thì mình lộn cái cây vít mini này, mình chọn cho mình reset nó. Chọn vào thì giữ em nha, giữ vài giây nha. Sau khi reset xong á, mọi người chờ nó một lúc cho modem nó khởi động rồi mình tiến hành cấu hình cho nó nha. Mình cấu hình trực tiếp trên điện thoại luôn. Đây. Sau khi mình reset lại á, cái này là tên wifi mặc định của nó này, chưa cài đặt mật khẩu bát gì luôn. Rồi kết nối. Nhấp vô một cái nữa coi cái địa chỉ IP nó 192.168.1.1. Rồi sau khi reset lại cái mật khẩu mặc định nó là admin. Tôi nên nhập admin mật khẩu cùng admin luôn. Nên nhập vào là yêu cầu thay đổi mật khẩu đầu tiên. Tôi nên nhập admin mặc định nha. Mật khẩu
khẩu A, D, min. Rồi, giờ cái mật khẩu này mình tự tạo nha. 1, 2, 3, 4. Cầm. Kiệt đi. Có một chữ cái biết kho nha. 1, 2, 3, 4. Cộng. Xong rồi mình lưu lại nè, server là lưu này, mình lưu lại. Nhưng mà mình nhập cái mật khẩu mà mình mới vừa đổi với mọi người, cái tên đăng nhập thì nó mặc định rồi. Mật khẩu 1, 2, 3, 4. Hạ cầm. Rồi. Cái này là cái giao diện màn hình chính, cái giao diện chính nó này. Mọi người bấm vô cái chữ mà Network Setting này, nó cài tên mang Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi nha. Nhảy lung tung trên trời. Mọi người bấm vô cái chữ wireless này. Vô mình to to nó dễ bấm khỏi nhảy lung tung. Rồi. Lại nhảy lung tung nữa rồi. Mọi người nhấp vô cái chữ wireless này. Xong mọi người nha. Nhấp vào chữ basic này, basic nó thiết lập cái tên wifi. Mình để tên wifi bị chạy đi nha. Thiết lập thành công rồi tiếp tục lưu lại, mình phải làm từng bước. Bước tiếp theo như ok đặt kết nối wifi lại, mà vi chai mình mới vừa đổi tên xong này, kết nối vô rồi tiếp tục vô trang chủ của nó. Tiếp tục vô Network Setting nha. Vô Wireless. Vô Security. Nhảy gì đâu trời. Vô Security nha. Security nè. Bật thiết lập mật khẩu nè. W32 này, BSK gì đây này, bật lên. Lúc này mọi người đặt mật khẩu, đặt theo ý mọi người nha. Mình đặt từ 1 tới 8 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình coi nó có chính xác cho mọi người lít vô. Mọi người lít vô này nha. Lít vô đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi. Đúng rồi, mọi người save là nó lại lưu nó lại nha. Tiếp tục nha. Đang phải mi chai này. Đang phải mi chai vô cái nó lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nó thành công rồi. Nó tiếp tục vô cái trang chủ của nó tiếp. Một. Nó tiếp tục mình vô network setting tiếp nè. Cái của Lưu Học Dưa. Vô bấm vô nhấp vô cái chữ lên này, mọi người lên này. Lên. Đó. Đổi cái mật khẩu IP nó cho nó khỏi trùng với cái địa chỉ IP của con wifi chính đó. 5.5.1. Nhấp vô cái tự động đổi luôn. Người tắt cái DHCP cho nó nha. Giờ biến cái cục modem wifi vi chai này làm cái cục phát wifi phụ. Người tắt nó đi. Xong rồi lưu lại. Hoặc lay lại tiếp. Rồi sau khi mình cấu hình cho nó xong rồi á, mình lấy cộng cái cổng cáp LAN đó mọi người, một đầu cắm vào cái modem wifi chính đó, của nhà mạng đó. Đầu còn lại mình cắm vô cái modem wifi phụ này nha. Này có cái 4 cổng LAN này, cắm cổng bất kỳ, cắm cổng nào cũng được, cắm cổng 4 cũng được. 4 sao không sáng, 3 cũng được. Cũng lan thứ ba là mình đang dùng lên thứ ba nè, nó đã nhận rồi này. Giờ mình kết nối vô wifi cũng bị chạy thôi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 kết nối. Giờ kết nối xong, kết nối xong rồi bấm vô YouTube thử nha. Máy này, cái máy Samsung này nó hơi cổ lâu quá rồi, nó chạy hơi đơ, hơi yếu xíu. Rồi, mạng chạy ổn định rồi nha, wifi phụ chạy ổn định rồi nha. Mình xin phép mọi người kết thúc video tại đây nha. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp em ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.